Xin chào quý chị, cô chú và các bạn thân mến. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cụ thể là mình đang ở phường Phú Mỹ ha, đường nhựa Cách Mạng Tháng 8 hay còn gọi là đường 80 cũ. Đây, hôm nay trong video ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho anh chị một lô đất mặt tiền đường nhựa Cách Mạng Tháng 8 này ha. Rồi, từ đây nè, mình đi thẳng ra ngoài quốc lộ 51. Tầm 500m là sẽ tới quốc lộ 51 ha. Từ quốc lộ 51 mình chạy vào trong đây, lô đất sẽ nằm hướng bên tay phải của anh chị. Đây, đường rất là rộng nha anh chị nha. Khu vực xung quanh đây là tiện ích đầy đủ ha, quán xá dân cư đầy đủ luôn. Lô đất ngày hôm nay là một lô đất trống, có tổng diện tích là 317m2, 12,2m mặt tiền. Đây là một lô đất trống này anh chị nè, kế bên một cái trung tâm massage xông hơi. Đây là một bãi đất trống này nha anh chị nha. Lô đất này có mặt tiền là 12,2m và chiều sâu là 26m. Đất ở tại đô thị, gồm hai thửa liền kề nhau, một thửa là 6m và một thửa là 6m2. Hai thửa liền kề nhau nha anh chị nha. Và hai thửa này là dạng như là lô cặp đó anh chị. Là ngang là 12m2, chiều sâu là 26m, tổng diện tích là 317m2, đất ở tại đô thị. Mặt tiền đường nhựa Cách Mạng Tháng 8 hay còn gọi là đường 80 cũ. Đây, đường rộng rãi, thoải mái ha. Lô đất này giá bán là, giá này kìa thì thật sự là giá cũng hơi chua chát anh chị, tại vì ở đây là trung tâm mà anh chị, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tiện ích xung quanh khá là đầy đủ. Lô đất này là 14 tỷ rưỡi nha anh chị nha, giá có thương lượng. 14 tỷ rưỡi có thương lượng nha anh chị. Lô đất này rất là phù hợp cho anh chị nào mà mua để kinh doanh quán xá, kinh doanh cà phê, nhà hàng ẩm thực, khách sạn gì đó đều được luôn ha. Tại vì của nó tới 12,2m mặt tiền mà lần mà anh chị kinh doanh gara ô tô hay là xây dựng khách sạn, tòa nhà văn phòng hay là quán nhậu ẩm thực, nhà hàng gì đó, tùy anh chị ha. Nhưng mà với cái diện tích lớn như vậy là rất là phù hợp cho mình kinh doanh. Tại mặt tiền đường này là xung quanh đây là quán xá rất là nhiều rồi. Thì anh chị mình cũng biết là thị xã Phú Mỹ hiện tại đang hướng tới năm 2025 là sẽ lên thành phố Phú Mỹ, là một đô thị đang phát triển, tốc độ đô thị hóa đang rất là nhanh và dư điện phát triển còn rất là lớn. Đây là một cái vùng mà gọi là về vị trí địa lý là rất là tiềm năng luôn anh chị. Gần sân bay quốc tế Long Thành, cách 25km, có cảng biển Cái Mép Thị Vải, cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, sân bay lớn nhất Việt Nam, nằm trên gần đường cao tốc, chuẩn bị xây dựng đó là Biên Hòa Vũng Tàu và tuyến đường quốc lộ 51. Vị trí này đi về biển rất là gần anh chị ha, về biển Vũng Tàu, gần biển, gần cảng, khu công nghiệp xung quanh đây á, thì anh chị mình cũng biết rồi. Phú Mỹ là rất là nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn nhất, tập trung nhiều nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì những cái thông tin về Phú Mỹ anh chị mình có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, trên thông tin truyền thông, báo chí anh chị ha. Thì cái lô đất ngày hôm nay là một cái lô đất mà vị trí trung tâm. Giá thì 14 tỷ rưỡi có thương lượng nha. Anh chị đường thông nha anh chị, vậy nào quan tâm lô đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0935605866. Cuối video mình sẽ chia sẻ vị trí lô đất này trên bản đồ quy hoạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là trên bản đồ vệ tinh Google Map để cho anh chị mình có một cái nhìn tổng thể, hình dung ra cho nó dễ dàng ha anh chị ha. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu thì liên hệ, hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn, và hẹn lại gặp lại anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Rồi, bây giờ là mình sẽ chỉ cho anh chị về cái vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh Google Map cho anh chị mình xem nha.
Đây đầu đường đây là quốc lộ 51 nè. Đó, quốc lộ 51. Mình đi vô đường Cách Mạng Tháng 8 nha, giờ có chấm đỏ đỏ đây nè. Đó là vị trí của lô đất. Đây đường Cách Mạng Tháng 8 ha. Anh chị thấy không, đường Cách Mạng Tháng 8 nè. Ở ngoài đây là quốc lộ 51 nha. Rồi, Cách Mạng 8 mình đi vào. Vào vài trăm mét thôi. Kế bên cái quán cà phê Milano nè. Đó, ngay chỗ nhà hàng hải sản tươi sống đó, giữa cái quán cà phê Milano với nhà hàng hải sản tươi sống, nhà hàng Thảo đó. Đó, lô đất mình nằm ngay cái chỗ khoảng đất trống này nè. Kế bên Milano nha. Đó. Anh chị thấy ở đây thấy không? À, đây là dân cư rất là đông luôn. Đây. Khu công nghiệp, cảng biển. Khách sạn Gold Phú Mỹ. Nói chung nó nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 đó, ngay cách quốc lộ 51 chỉ khoảng 500m thôi anh chị. Rồi cái đường này là đường rất là to ha, nói chung là đường thông đi tứ phía rồi. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi video nha. Xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một video sau.